Đây anh em, hôm nay vào rừng đây này, đây là cái khoảnh mà một con gian bắt chuột mà dám bắt một con nai nhá, trong rừng nhá. Đây đấy, công nhận là vẫn là khủng. Đây đấy, một con rắn mà dám bắt một con nai. Ơi cả nhà thấy chưa? U sao sao kinh khủng. Đây chắc ngày rồi chưa ăn gì.